Em lên cho các bác mình xem cái máy cưa xích các bạn nha. Em có hai con, một con máy Zigit và con Ryobi. Ryobi thì nó hơi xấu, Zigit thì nói chung là nó cũng gọi nhìn cũng được, tạm tạm được. Máy thì test chạy ok hết rồi các bác nha. Bác nào mình lấy cái Zigit này thì em bán rẻ cho các bác với giá 1.200.000 thôi. Con này là 1.400.000 nhá. Nãy em bán 1.200.000 thôi. Còn một con thôi. Còn đây, con này là con Ryobi, nó bị sứt tia đây. Nhưng còn máy móc thì không có ảnh hưởng gì hết. Nam 305. Nói chung là máy thì không có đẹp. Riêng Ryobi này em không có bao đẹp các bác nha. Này nó không còn đẹp nữa. Thì bác nào mình lấy cái con này thì em thành lý luôn cho các bác với giá là 700.000. Cái thân máy chưa bao gồm pin sạc nha. 700.000 thôi. Coi như là bán gọi là bán sát. Có 700.000 một cái máy quá rẻ các bác ạ. Nói chung là nó không đẹp thôi. Về các bác bao mình cắt cây rất thoải mái luôn. Còn con này là 1.200.000, cái thân máy chưa bao gồm pin sạc. Giá trên đều báo thân máy các bác nha. Các bác mình quan tâm thì cứ alo cho em.